môn toán cấp tiểu học nhằm giúp học sinh đạt các mục tiêu chủ yếu sau góp phần hình thành và phát triển năng lực toán học với yêu cầu cần đạt thực hiện được các thao tác tư duy ở mức độ đơn giản nêu và trả lời được câu hỏi khi lập luận giải quyết vấn đề đơn giản lựa chọn được các phép toán và công thức số học để trình bày diễn đạt nói hoặc viết được nội dung ý tưởng cách thức giải quyết vấn đề sử dụng được ngôn ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ thông thường động tác hình thể để biểu đạt các nội dung toán học ở những tình huống đơn giản, sử dụng được các công cụ, phương tiện học toán đơn giản để thực hiện các nhiệm vụ học tập toán đơn giản. Có những kiến thức và kỹ năng toán học cơ bản ban đầu, thiết yếu về số và phép tính, số tự nhiên, phân số số thập phân và các phép tính trên những tập hợp số đó hình học và đo lường quan sát nhận biết mô tả hình dạng và đặc điểm ở mức độ trực quan của một số hình phẳng và hình khối trong thực tiễn tạo lập một số mô hình hình học đơn giản tính toán một số đại lượng hình học phát triển trí tưởng tượng không gian giải quyết một số vấn đề thực tiễn đơn giản gắn với hình học và đo lường với các đại lượng đo thông dụng thống kê và xác suất, một số yếu tố thống kê và xác suất đơn giản, giải quyết một số vấn đề thực tiễn đơn giản gắn với một số yếu tố thống kê và xác suất. Cùng với các môn học và hoạt động giáo dục khác như đạo đức, tự nhiên và xã hội, hoạt động trải nghiệm. góp phần giúp học sinh có những hiểu biết ban đầu về một số nghề nghiệp trong xã hội.